huống bắt bóng chắc chắn của Quang Văn Chuẩn. Ngày hôm nay với những tình huống đá phạt, với cách biến hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ. Phan Đình Dũng quả tạt vào trong. Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy, và người ghi bàn là số 4 Chris Nanda. U22 Thái Lan chúng ta đã để cho đối thủ dẫn trước từ khá sớm, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều. Liên tục gây sức ép và vừa cố gắng giữ sự an toàn khi đối thủ phản công. Đó là pha rời sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Đó đều là những trận đấu mà huấn luyện viên Jose đã thay cả ba cùng tấn công khá nguy hiểm. Marcelino. Vẫn là đường chuyền vào Minh Trọng. Phạt cao chân. Tài đã rút thẻ vàng đối với Lê Văn Đô sau những cao chân vừa rồi. Thăm bóng của Lê Văn Đô. Thẻ bóng và làm chủ được cuộc chơi vào lúc này. Bagas. Phạt trọng. Sanata. Đó là cú dứt điểm từ xa của De Wanga. Marcelino cần phải rất tập trung. Quý Trọng, đây là Văn Tùng của Văn Tùng. Đánh đầu. Hai cầu thủ vọt lên để dứt điểm là Thanh Nhàn và Văn Tùng. Từ những giây đá bù giờ cuối cùng của hiệp một. Đấu đang diễn ra rất nóng. Chúng ta cần giữ hài, sẽ là một khoảng thời gian rất quan trọng. U22 Indonesia lại tiếp tục đẩy lên và chúng ta thấy Lê Văn Đô đang có khoảng trống bên phía cánh phải. Lê Văn Đô. Cú đấm bóng của Quang Văn Chuẩn. Rất nguy hiểm. Vậy là các bàn thắng thứ hai. Tiếp ứng của chúng ta ở sau đó trong việc phòng ngự bóng hai. Marcelino Ferdinand bàn thua từ khá sớm từ đầu hiệp. Còn thôi. Minh Trọng. Vẫn là Minh Trọng. Đức Phú. Đường chuyền của Đức Phú. Cũng có cơ hội dứt điểm dành cho Lê Văn Đô. Cường. Đức Phú. Một cơ hội nguy hiểm của U22 Việt Nam không thể khác được. Đức đẩy cao. Một đường chuyền có cơ hội dứt điểm nhưng bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Đó là bây giờ là Văn Trường. Vẫn là Văn Trường bên ngoài là Văn Cao. Bóng trôi qua một dứt điểm. Chúng ta đang làm tốt vai trò của mình. Theo một tình huống đánh đầu. Chuyển cho Thái Sơn. Vẫn là Thái Sơn. Thái Sơn vẫn có bóng. Bên trái đang là hai cầu thủ của Viettel tạt bóng rất chuẩn. Đó là Văn Tuấn Tài. Những dứt điểm của Văn Tuấn chỉ là khó khăn đã trôi qua. Chia vào lúc này. Thái Sơn đã bắt lên rất chống cãi ở bên cánh phải. Bây giờ là phản công cho U22 Indonesia. Hoa ra một cú đá rất nguy hiểm. We'll be right back.
补的。不了。进入转换回温，还有那。